Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Canada và Thế giới. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng thống Biden tái tranh cử vì nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa. Tổng thống Joe Biden thừa nhận có những lo ngại về tuổi tác nhưng khẳng định ông tái tranh cử vì nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa. Rất nhiều người chú ý vào tuổi tác của tôi. Vâng, tôi hiểu điều đó. Hãy tin là tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Ông Biden, 80 tuổi, nói với những người ủng hộ tại một buổi gây quỹ vào tối hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9. Tôi tranh cử vì nền dân chủ đang bị đe dọa. Không hề nghi ngờ gì nữa, ông Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa MAGA quyết tâm phá hủy nền dân chủ Mỹ và tôi sẽ luôn bảo vệ, bảo vệ và đấu tranh cho nền dân chủ của đất nước chúng ta ông Biden đánh bại cựu tổng thống Donald Trump, một đảng viên Cộng hòa tranh cử với khẩu hiệu Make America Great Again trong cuộc bầu cử năm 2020 và có thể đối đầu với ông này một lần nữa vào năm tới vì ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa năm 2024. Đương kim tổng thống Mỹ sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba và dự kiến sẽ gây áp lực để các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đấu chống xâm lăng Nga. Từ lâu, ông Biden luôn tìm cách kêu gọi thế giới đứng lên chống lại ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. Tôi sẽ không đứng về phía những kẻ độc tài như Putin. Có thể, ông Trump và những người bạn MAGA của ông ta có thể cúi đầu khuất phục, nhưng tôi thì không, ông Biden khẳng định. Cựu tổng thống Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Nga là thiên tài khi thông tính và sát nhập bốn tỉnh Ukraine trước, xua quân xâm lăng hồi tháng 2 năm 2022. Ông Trump không tham gia cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng Hòa. Cựu tổng thống Donald Trump sẽ tới tiểu bang chiến tranh Michigan vào tuần tới để gặp các công nhân thuộc nghiệp đoàn sản xuất xe hơi UAW đang đình công thay vì tham gia cuộc tranh luận tổng thống của đảng Cộng Hòa lần thứ hai. Một người quen thuộc với kế hoạch của ông cho AP cho biết vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9 trong những ngày gần đây cựu tổng thống tập trung mạnh mẽ vào cuộc đình công và tự cho mình là người thông cảm với người lao động trong lúc cáo buộc ông biden đang cố gắng phá hủy ngành công nghiệp xe hơi bằng cách mở rộng xe điện và các chính sách năng lượng xanh khác ông dave green giám đốc địa hạt UAW ở Ohio và Indiana cho biết những hành động của cựu tổng thống trong thời gian đương nhiệm khiến ông không còn uy tín với giới công nhân, đồng thời nói thêm rằng ông không thấy nghiệp đoàn UAV sẽ tán thành trâm như thế nào. Mục đích duy nhất của ông ta đến đây là cố kiếm phiếu và cũng chia sẻ các thành viên của chúng ta bằng những luận điệu chính trị mỹ dân, ông Rin nói với AP. Vào đầu mùa hè vừa qua, cựu tổng thống tới Michigan và khi được hỏi về cuộc đình công trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump nói với NBC News rằng công nhân xe hơi sẽ không có việc làm vì xe điện tự động được sản xuất tại Trung Quốc. Ông Amamos, phát ngôn viên ban tái tranh cử của tổng thống Joe Biden xác nhận, ông Trump sẽ nói nhảm bất cứ điều gì nhằm đánh lạc hướng mọi người để đừng nhớ đến kỷ lục hứa lèo và làm thiệt hại với công nhân Mỹ. Australia xác nhận hiện tượng El Nino bắt đầu hình thành trên Thái Bình Dương. Ngày 19 tháng 9, Australia thông báo hiện tượng El Nino đã hình thành, kéo theo các điều kiện thời tiết khô và nóng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng cháy rừng và hạn hán. Australia trước đó chưa xác nhận El Nino xuất hiện dù phải đương đầu với thời tiết khô và nóng bao trùm nam bán cầu trong mùa xuân và hè 2023. Thời tiết khô có thể ảnh hưởng tới sản lượng lúa mì ở Australia. Một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới khi vụ thu hoạch đông sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới. Cục khí tượng Australia khẳng định El Nino đã hình thành trên Thái Bình Dương trùng với một đợt sóng nhiệt bất thường vào mùa xuân đang thiêu đốt miền đông Australia. Nhiều vùng ở châu Đại Dương đã hứng chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là các đợt nắng nóng kéo dài, giai đoạn thời tiết khô và nóng kéo dài tới đầu mùa xuân. Hiện tượng này sẽ tiếp tục làm các đại dương trên thế giới ấm lên sau khi ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục kể từ tháng 4. Mùa hè năm nay sẽ nóng hơn bình thường và chắc chắn sẽ nóng hơn so với bà năm trước đây. Sau mùa hè rực lửa 2019-2020 với hàng loạt vụ cháy rừng phá hủy một vùng có diện tích tương đương thổ nhĩ kỳ, và khiến 33 người bị thiệt mạng. Australia đã trải qua mùa hè 2021 và 2022 nhẹ nhàng hơn. Trước đó, tổ chức khí tượng thế giới WMO dự báo 90% khả năng El Nino xuất hiện trong nửa cuối năm 2023. Trung tâm dự báo khí hậu của cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ NOAA cho rằng El Nino xuất hiện từ tháng 6 Thông báo của BOM xác nhận El Nino được đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương ở Australia đang trải qua đợt nắng nóng bất thường trong mùa xuân. Dự báo kéo dài 5 ngày, một số vùng đã nâng cao cảnh báo nguy cơ cháy rừng lên mức cao trong khi giới chức cảnh báo gió lớn có thể làm cháy rừng lan rộng và kêu gọi người dân giảm thiểu nguy cơ hóa hoạn tại nhà. Ngân hàng Trung ương Anh sẵn sàng cho lần tăng lãi suất cuối cùng. Ngân hàng Trung ương Anh BOE có thể tăng lãi suất trong tuần này, lần tăng cuối cùng của một trong những chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay trong 100 năm qua, khi nền kinh tế hạ nhiệt bắt đầu khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại. 64 trong 65 nhà kinh tế tham gia khảo sát hãng tin Reuters trong những ngày gần đây nhận định, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ nâng lãi suất từ 5,25% lên 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2007 tại cuộc họp vào ngày 21 tháng 9. Trong khi đó, các thị trường tài chính dự báo có 25% khả năng ngân hàng Trung ương Anh sẽ dừng tăng lãi suất. Cả các nhà phân tích và các thị trường đều cho rằng đợt tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 12 năm 2021 này đang dần đi đến kết thúc. Các ngân hàng Goldman Sachs và Citi cũng dự báo quyết định tăng lãi suất của ngân hàng Trung ương Anh tại cuộc họp lần này sẽ là lần cuối cùng. Nếu lãi suất của ngân hàng Trung ương Anh đạt đỉnh 5,5%, từ mức khởi điểm là 0,1%, đây sẽ là chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh thứ tư trong số các chu kỳ của thập kỷ qua. Sau các đợt tăng vào cuối những năm 1980 và đầu cuối những năm 1970, tất cả các lần tăng mạnh lãi suất trước đều khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. Ngân hàng Trung ương Anh ngày càng lo ngại về nguy cơ suy thoái khi 14 lần tăng lãi suất chưa tác động đầy đủ đến nền kinh tế. Đa số dữ liệu được công bố trong tuần trước cho thấy khả năng Ngân hàng Trung ương Anh đang tiến gần hơn đến việc dừng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ như phát biểu của thống đốc Andrew Bailey. Sản lượng kinh tế trong tháng 7 năm 2023 giảm mạnh hơn dự kiến, dù các yếu tố nhất thời như đình công là một trong những nguyên nhân. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất trong tuần trước khi triển vọng kinh tế yếu và cho rằng đây có thể là lần cuối cùng trong chu kỳ hiện nay. Tuy nhiên, với lạm phát tại Anh vẫn cao hơn các nền kinh tế lớn khác, tính toán của các quan chức của Ngân hàng Trung ương Anh có thể phức tạp hơn khi tăng trưởng lương nóng cho thấy rủi ro về lạm phát. Số liệu lạm phát của tháng 8 sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 9. iPhone 15 nạm kim cương giá hơn nửa triệu đô la Mỹ. iPhone 15 Diamond Snowflake là phiên bản iPhone đặc biệt của hãng Carver của Nga chế tác với giá bán tới 562.410 đô la Mỹ cho bản 1TB sản phẩm tùy biến từ iPhone 15 Pro Max với bộ vỏ được thay đổi mới hoàn toàn bằng vàng trắng 18 carat và trang trí bằng 570 viên kim cương tự nhiên. Ở giữa máy, phần logo Apple cũng được thay thế bằng cụm họa tiết với những viên kim cương cỡ lớn. iPhone 15 Diamond Snowflake, nạm kim cương được xem là mẫu iPhone 15 đắt nhất hiện nay. Chúng tôi đã tháo rời chiếc vòng cổ kim cương Snowflake nổi tiếng của Ralph và sử dụng mặt dây chuyền hình bông tuyết rực rỡ của nó để trang trí cho smartphone mới của Apple, đại diện Kavir cho biết. Đây là chiếc iPhone 15 đắt nhất thế giới. Bộ sưu tập iPhone 15 tùy chỉnh đắt tiền của Kavir còn có mặt của mẫu Daytona dùng vàng, vàng hồng cùng chiếc đồng hồ cơ tay lên dây cốt Papercut nổi bật ở phía sau, thiết bị có giá là 187.570 đô la Mỹ cho bản có dung lượng 1TB. Một phiên bản khác với tên là "Play of the Planets" làm từ vàng có giá là 84.360 đô la Mỹ. Ngoài ra, bộ sưu tập còn có hơn 30 mẫu tùy chỉnh khác được bán với giá khởi điểm là 7.000 đô la Mỹ. Tất cả đều được chế tác dựa trên bản iPhone 15 Pro và 15 Pro Max tùy thuộc vào yêu cầu của người dùng. Chúng chỉ được sản xuất giới hạn 99 chiếc. Thân máy đi kèm số thứ tự, khắc tên chủ nhân, đựng trong hộp sang trọng. Bộ 4 iPhone 15 ra mắt tại sự kiện Wanderlust vào ngày 12 tháng 9 với cổng USB-C, camera 48 megapixel, iPhone 15 và iPhone 15 Plus có màn hình Dynamic Island 6.1 và 6.7 inch, trang bị chip A16 Bionic camera kép. Còn bản 15 Pro và 15 Pro Max nâng cấp với chip A17 Pro, cổng USB-C có khả năng truyền dữ liệu tốc độ 10 gb viên Titan, nút Action thay vị trí của nút gạt chỉnh âm thanh. Án gần 5 năm tù cho người gốc Việt cầm đầu đường dây lừa đảo chính phủ Mỹ Một cựu nhân viên xã hội lãnh 57 tháng tù giam trong nhà tù liên bang và phải bồi thường 1,1 triệu đô la Mỹ khi nhận tội lừa đảo chính phủ đánh cắp căn cước gia trọng gian lận thư từ, văn phòng công tố viên Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Hai ngày 18 tháng 9. John Trần, cư ngụ tại Fountain Valley, từng làm việc cho Sở xã hội quận Orange từ năm 1994 đến năm 2018, bị tố cáo là lợi dụng lòng tin công chúng để đánh cắp những chi tiết cá nhân quan trọng nhằm trục lợi, nhất là đối với những di dân mới chân ướt chân ráo tới Mỹ. Cáo trạng cho biết, John Trần đã hợp tác với hai công ty du lịch khai thuế địa phương là Century Travel and Tax của Anton Nguyễn và Victory Tax Service của Rosemary Phạm, đều có trụ sở tại Westminster. Từ đây, dùng những chi tiết cá nhân đánh cắp, các bị can lập 433 hồ sơ khai thuế giá mạo, thu về ít nhất 973.000 đô la từ chính phủ. Đường dây do John Trần cầm đầu còn mở các trương mục thẻ tín dụng và hồ sơ dịch vụ xã hội bằng những chi tiết cá nhân đánh cắp để rửa tiền và tránh cho chính phủ dòm ngó. Cũng theo cáo trạng, trong một trường hợp, John Trần thuyết phục được một người di dân mới qua Mỹ có hồ sơ dịch vụ xã hội do John thủ lý mở một cái thẻ tín dụng dưới tên của người này rồi đưa cho John dùng khoảng 14.000 đô la tín dụng. Người này cho rằng John là một viên chức có nhiều quyền lực, có thể kiểm soát những quyền lợi an sinh xã hội của nạn nhân nên cứ nghe và làm theo lời John bảo. Tổng cộng số tiền thu về từ những hồ sơ thuế được bồi hoàn là 973.000 đô la Mỹ, thêm 44.000 đô la từ thẻ tín dụng và 92.000 đô la lừa gạt sở xã hội quận Orange. Tháng trước, tông phạm là Anton Nguyễn, đã bị tuyên án 41 tháng tù, còn Rosemary Phạm đang chờ lãnh án sau khi đã nhận tội. Giả Việt Kiều lừa tình và hơn 492.000 đô la Mỹ. Đào Thị Mộng Thường, 45 tuổi, xưng là Việt Kiều ở Canada, dùng hình ảnh phụ nữ 29 tuổi xinh đẹp để làm quen, lừa tình và 12 tỷ đồng, tương đương hơn 492.000 đô la Mỹ của người đàn ông ở Vinh, Nghệ An. Ngày 19 tháng 9, bà Thường trú tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp, bị công an Nghệ An khởi tố, bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra, tháng 8, Thường lập Facebook giả với hình đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp để làm quen, lừa tình một người đàn ông giàu có ở thành phố Vinh thường giới thiệu thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Canada, bố mẹ làm doanh nghiệp vận tải tàu biển, để tạo sự tin tưởng, thường tạo nhiều tài khoản mạng xã hội đóng vai họ hàng của mình để nhắn tin với người đàn ông này. Khi thấy đối tác có tình cảm với mình, yêu cầu tiến xa hơn, thường nói đang cần tiền để lo công việc, làm thủ tục thừa kế, giấy tờ tùy thân, vân vân, cần vay tiền gấp để giải quyết. Sau khi nghe những lời kể khổ trên, người đàn ông nhiều lần chuyển tổng cộng 12 tỷ đồng tức là hơn 492.000 đô la Mỹ cho thường nhận tiền thường các Đức liên lạc nhận được đơn tố cáo công an Nghệ An đã vào cuộc và bắt thường vào giữa tháng 9 thám hiểm sát tàu sân bay Nhật chìm 81 năm trước ở độ sâu 5,5 km bên dưới bề mặt đại dương, nhóm thám hiểm đến từ Nhật Bản và Mỹ khảo sát trực quan đầu tiên về xác tàu khi nó chìm xuống đáy đại dương cách đây 81 năm. Ở thời điểm đó, tàu Akagi được xem như là soái hạm trong đoàn tàu hải quân của Nhật Bản, con tàu trúng bom của quân đội Mỹ và chìm sau đó, ảnh hưởng lớn tới diễn biến của trận Midway ở gần quần đảo Hawaii của Mỹ. Ban đầu, một nhóm nhà thám hiểm biển sâu và sứ giả trên tàu RV Petrol tiến hành lặng với phương tiện tự động dưới nước AUV trang bị sóng âm vào năm 2019. Sau đó, họ ghi lại hình ảnh sóng âm hé lộ tàu sân bay Akagi thất lạc từ lâu ở độ sâu 5,5 km tại khu vực tượng đài hải dương quốc gia, viết tắt là PMNM. Cách chân châu cảng 2 km về phía tây bắc, gần 4 năm sau, các nhà nghiên cứu Nautilus đưa phương tiện điều khiển từ xa AUV xuống đáy biển, đó là lần đầu tiên con người tận mắt trông thấy xác tàu theo thời gian thực từ vụ đắm năm 1942. Nhóm nghiên cứu thực hiện chuyến lặn không xâm lấn vào tháng 9 năm 2023 để ghi hình xác tàu có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, kiểm tra tình trạng và vinh danh những người đã mất ở cả hai đầu chuyến tuyến. Do vị trí xa xôi và độ sâu cực lớn, việc khảo sát xác tàu Akagi cùng với nhiều con tàu thất lạc khác trong trận Midway là một thách thức lớn nằm dưới lớp nước tối, lạnh và áp suất cao của Thái Bình Dương. Akagi đánh dấu một trong những nấm mồ biệt lập nhất thế giới, có thể quan sát từ camera UV là thiệt hại do trận chiến, bao gồm một phần bong tàu bị lật do áp suất tích tụ từ vụ nổ. The Akagi là một trong bốn tàu sân bay của Nhật Bản bị đắm trong trận Midway kéo dài 4 ngày. Cực quan hiếm hoi bất ngờ xuất hiện ở Mỹ. Do một hiện tượng thiên văn bất thường, người dân Mỹ ở một số bang có thể quan sát cực quan vào sáng sớm ngày 19 tháng 9. Đây là cơ hội hiếm gặp bởi cực quan vốn chủ yếu xuất hiện ở Bắc Cực. Cụ thể, cực quan đầy màu sắc có thể được nhìn thấy ở xa về phía nam của các bang ở Mỹ gồm New York, Illinois, và Oregon vào tối 18 tháng 9 và 19 tháng 9 theo giờ địa phương. Bản đồ dự báo cực quan của Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho thấy những nơi mà mọi người có thể may mắn nhìn thấy hiện tượng này. Trong đó, vùng màu đỏ cho biết nơi cực quan được dự báo có xác suất cao, vùng màu xanh lá cây cho thấy xác suất thấp và đường màu đỏ biểu thị các khu vực cực nam nơi cực quan có thể xuất hiện ở đường chân trời phía bắc. Sở dĩ có hiện tượng này là do mặt trời có một vụ phun trào quy mô lớn, trong đó các hạt tích điện đã được phóng về trái đất vào tối ngày 17 tháng 9. Theo lý thuyết, cực quan xuất hiện khi các hạt tích điện từ mặt trời tương tác với các phân tử trong bầu khí quyển trái đất. Thông thường, những ánh sáng xanh, xanh, đỏ, hồng, tím rực rỡ này chỉ xuất hiện xung quanh Bắc Cực hoặc Nam Cực, đó là bởi vì các đường sức từ của trái đất truyền dòng hạt ổn định được gọi là gió mặt trời tới các cực tuy nhiên khi các vụ phun trào hoặc các sự kiện bất thường khác xảy ra trên bề mặt mặt trời chúng có thể gửi thêm một luồng gió về phía trái đất tăng cường cực quan và thậm chí là đẩy nó đến gần xích đạo hơn sáu loại trái cây tốt cho người ung thư Bưởi, lựu, cam có đặc tính chống lại khối u ác tính, giảm mệt mỏi, góp phần ngăn ung thư tái phát Với bệnh nhân ung thư, trái cây cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp bớt khó chịu Các loại nước xúc táo đào góp phần giảm buồn nôn đồng thời ngăn ngừa táo bón Trái cây sấy khô và sinh tố trái cây giúp bổ sung calo tốt cho bệnh nhân khi chán ăn, mệt mỏi Dưới đây là 6 loại trái cây tốt cho người bệnh Thứ nhất là cam, cam giàu thiamin, folate, kali, carotenoid góp phần ngăn ngừa một số bệnh ung thư như ung thư đường tiêu hóa, trực tràng, phổi, người mắc ung thư đầu, cổ, tuyến tiền liệt, vú, vòng họng, và có thể uống 1 đến 2 cốc nước ép cam quýt mỗi ngày để tăng cường miễn dịch. Thứ hai là bưởi, giàu chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư như lycopene. Bưởi hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của một số phương pháp điều trị, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng bưởi tiêu thụ, tránh tương tác với thuốc đang sử dụng. Thứ ba là kiwi. Dầu chất chống oxy hóa, vitamin C, kiwi góp phần ngăn khối u ác tính đại trực tràng hình thành. Chất xơ dồi dào trong kiwi có tác dụng loại bỏ độc tố, thúc đẩy đường ruột khỏe, giúp người đang điều trị bệnh giảm tình trạng chán ăn. Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng bao gồm mangan, vitamin B6 và C. Chuối có lợi cho người đang phục hồi sau ung thư. Hàm lượng kali dồi dào trong chuối bổ sung chất điện giải, pectin giảm tiêu chảy và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư trực tràng. Thứ năm là táo, các chất như polysaccharid, quercetin, một loại sắc tố thực vật trong táo có thể chống lại các tế bào ung thư phổi, vú và đại trực tràng. Thứ sáu là lựu, vitamin C, K, chất xơ, folate, kali trong trái lựu có thể giúp giảm đau khớp cho người bệnh đang điều trị. Chất chống oxy hóa, chất xơ trong lựu giúp cân nặng ổn định, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất mới nhất về tình hình Canada và Thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!